Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên. Chào các bạn, mình tên là Trúc Ngọc Thuận, là học sinh lớp MC cơ bản Cô Diên. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình thể thao ngày hôm nay. Các bạn ạ, SEA Games 32 đã qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn để lại cho người hâm mộ những cảm xúc rất tuyệt vời. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nhìn lại chặng đường mà đội tuyển bóng đá nước Việt Nam tham dự SEA Games 32 và giành huy chương vàng tại một giải như thế nào nhé. Myanmar với tỷ số 2-0 ở trận chung kết đội tuyển nữ Việt Nam vào thứ 8 giành huy chương vàng SEA Games, và đây cũng là lần thứ tư liên tiếp các cô gái của chúng ta giành ngôi vô địch ở môn bóng đá Đại hội thể thao Đông Nam Á, một kỷ lục mà sẽ còn rất lâu và rất lâu nữa các đối thủ tại khu vực mới có thể dẫn tới. Tại SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam đương kim vô địch SEA Games và đội tuyển nữ Myanmar cùng chung bảng A thi đấu hết vòng bảng. Đội Việt Nam giành vị trí Nhật Bản, trong đó có trận thắng Myanmar 3-1, đội tuyển nữ Myanmar nhì bảng và cùng đội Việt Nam vào bán kết. Ở vòng bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua đội chủ nhà Campuchia với tỷ số 4-0. Trong khi đó, các cô gái Myanmar đã có cuộc lội ngược dòng thần kỳ để thắng đội tuyển nữ Thái Lan 4-2 dù bị dẫn trước 2-0. Không hẹn mà nên, hai đội bóng bảng A gặp lại nhau ở trận tranh huy chương vàng. Trong lịch sử bóng đá nữ SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam đã 9 lần vào chung kết và 7 lần giành huy chương vàng, trong đó có 2 lần giành được huy chương vàng liên tiếp. Trong khi đó, đội tuyển nữ Myanmar cũng đã 1 lần vào chung kết và thua đội tuyển nữ Việt Nam 0-1. Các nữ tuyển thủ Myanmar cũng đã 3 lần giành được huy chương đồng tại vòng bảng cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam bị Myanmar cầm hòa 2-2. Mặc dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành suất dự cúp thế giới 2023 qua vòng đấu play-off, còn Myanmar bị loại. Có thể nói, những cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam luôn là nên những kỳ tích trong lịch sử bóng đá của nước nhà. Thật tự hào khi lần đầu tiên tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, khi Việt Nam được cúp bay, ca Việt Nam được vang lên. Trong mỗi trận so tài của đội tuyển nữ Việt Nam, những đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu hết sức mình với tinh thần Việt Nam. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.